4 tuổi, ngồi đây. Cô bây giờ ở với một con gái nữa rồi ạ. Nhà cô là làm lại cả trần rồi đấy chứ đúng không? Tất. Nhìn trần trang trí đẹp ghê. Bếp. Đoạn này là đua ra này. Chỗ này đua. Chỗ này đua này. Cho đứng cho cảm nhận được mà đoạn này bị dốc. Đua đấy. Cho đứng chứ không biết dốc mà. Đây là một cái buồng ngủ để cháu nhé. Vâng. Đây bên này một buồng ngủ nữa. Có nhiều buồng kìa. Em hai phòng ngủ luôn, hơi bị xịn xò luôn. Ở sau này còn có. Ồ, tất cả 3 đây chứ. 3 phòng ngủ mà thì cô làm một phòng thờ. Đấy, vâng. Cái này là của nó đấy, của con gái, con gái. Thế còn đây chỗ này cô đưa ra này. Alo. Vâng. Đúng rồi. Cái nhà vái như 8 triệu đúng không? Cái... Anh là môi giới nhá. Chưa chưa nhá. Anh không biết là có